thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ ngày 27 tháng 9 và tôi đang có mặt tại một cửa hàng công nghệ mở bán series iPhone 16 mới nhất tại Hà Nội. Ngay từ sớm, hàng trăm người hâm mộ đã đến đây chờ đợi để trải nghiệm dòng sản phẩm mới này. Và hãy cùng tôi đi gặp gỡ những người đầu tiên sở hữu dòng sản phẩm iPhone 16 mới nhất này nhé. Thứ nhất là cái màu này nó mới, thứ hai nữa là cái bản 512GB có nhiều hàng hơn. Mình cảm thấy thích nhất thì nó sẽ là màn hình nó to hơn một chút. Kèm theo nữa là mình thấy camera đã được nâng cấp lên là 48 chấm. Đánh giá tổng thể thì mình thấy và từ 15 đến 16 mình cảm thấy là nó hơi bị ít những cái điểm mà cải tiến hơn. Em thấy là như trước mắt là em thấy cái khác biệt là camera với lại cầm có vẻ là nó nhẹ hơn với lại nó gọn hơn. iPhone 16 Pro Max năm nay có cái đặc biệt hơn là có cái nút điều chỉnh camera này. Thì khi mà mình giơ lên mình chụp ảnh thì nó rất là tiện. Và quan trọng nhất là anh thích cái màu này. Anh thì anh chỉ thích cái pin bởi vì cái nhu cầu của anh ấy. Anh cần pin trâu. Thích nhất là cái màn hình của nó mỏng hơn nhiều. Các tín đồ công nghệ vẫn đang chờ đợi được khám phá những tính năng từ Apple Intelligence trên phiên bản mới nhất của iPhone trong thời gian sắp tới. Với những nâng cấp đáng kể, dòng sản phẩm này được kỳ vọng sẽ mang đến cho người dùng Việt Nam một trải nghiệm hoàn toàn mới và vượt trội.